Tóm tắt bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5, tập 115. Thanh Hải Tôn giả Cổ Hồn Điện đích thân tới bắt sống Tiêu Viêm. Tiêu Y Tiên cũng lập tức có mặt hóa giải nguy cơ. Tình thế lúc này đã trở lại trạng thái cân bằng. Tiêu Y Tiên lộ sắc hoàn toàn, dáng vẻ trưởng thành và xinh đẹp hơn. Chỉ duy nhất một điều không thay đổi đó là sự quan tâm dành cho Tiêu Viêm. Tôn giả Hồn Điện chủ động khuyên nàng không nhúng tay vào. Việc này là ân oán giữa Tiêu Viêm và Hồn Điện. Đừng vì lợi ích nhất thời mà chuốc lấy kẻ thù không thể đắc tội. Tiêu Y Tiên nghe xong liền mỉa mai. Thanh Hải nghe về cũng phẫn nộ. Nếu dùng lời nói không có tác dụng, vậy thì đành phải dùng ra thực lực. Tiêu Y Tiên bạo phát đấu khí, sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài ngăn cản. Đấu khí nàng ta có chất độc vô cùng khủng khiếp. Đám cao thủ đấu tông không chịu nổi, chạm vào một cái liền bị độc ăn mòn cơ thể. Tiêu Y Tiên tiếp tục khiêu khích. Vừa hay nàng cũng muốn xem thử cường gia đấu tôn mạnh tới mức nào. Hôm nay lấy lão ta làm người đầu tiên để luyện tay vậy. Dứt lời liền xông lên đánh phù đầu. Mỗi một màn va chạm đều tạo ra vụ chấn động. Thanh Hải Tôn giả bị đánh bay vào ngọn núi. Sau khi thăng cấp, chất độc của Tiêu Y Tiên cũng đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Lão ta vừa trúng đòn liền bị độc xâm nhập vào cánh tay. Rất may là thực lực lão già này mạnh mẽ, có thể ép chất độc ra khỏi cơ thể. Nhưng điều này cũng khiến cho lão hoảng hốt, không dám khinh thường nữa. Hiện tại Tiêu Viêm đã trọng thương và kiệt sức, việc quan trọng là phá vòng vây thoát ra ngoài, rời khỏi nơi này trước đã. Thiên Hỏa Tôn giả chủ động tấn công vào kết giới. Chỉ với hai đòn tấn công đã đánh thủng kết giới, Tiêu Viêm vội vã rời đi. Đám người Hồn Điện và Thiên Xương Tử lập tức đuổi theo ngăn cản. Tiêu Y Tiên phải ở lại phía sau phóng ra vô số luồng khí độc chặn đường. Ba người Tiêu Viêm bay nhanh về khe nứt kết giới, chỉ còn thiếu một chút nữa là thoát ra được ngoài rồi. Nhưng đúng lúc này, cốc chủ Băng Hà Cốc đã xuất thủ ngăn cản. Cách không xuất thủ, dùng một chiêu đẩy lui Tiêu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn giả. Hắn ta mở ra một cánh cổng không gian thông đến Diệp Thành, rồi xuất hiện ngay trước mặt nhóm người. Tên này được gọi là Băng Hà, thực lực không yếu hơn cốc chủ Đường Chấn của phần Viêm Cốc. Từ điều này liền có thể suy đoán ra cảnh giới khoảng 6 tinh đấu tôn. Tiêu Viêm lẫn Tiêu Y Tiên đều muốn liều mạng ở lại ngăn cản để câu kéo thời gian cho hai người còn lại rút lui. Nhưng cuối cùng lại không có ai chịu rời đi. Tiêu Y Tiên ngưng tụ đấu khí thành một thanh kiếm phóng vào đầu Băng Hà. Ai ngờ hắn ta lại chủ động hấp thu luồng đấu khí này. Hóa ra tên này cũng là người sở hữu thể chất ách nan độc thể. Đến đây thì Tiêu Viêm cũng biết được nguyên nhân tại sao Băng Hà Cốc lại muốn vây bắt Tiêu Y Tiên rồi. Hắn cho biết, ách nan độc thể có hai loại là tiên thiên và hậu thiên. Của hắn là hậu thiên, còn có nhiều khuyết điểm. Nếu có được Tiêu Y Tiên thì có thể bù đắp những khuyết điểm đó. Mục tiêu sắp đạt được rồi, nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi. Băng Hà vui mừng cười lớn. Hắn ngưng tụ ra hai con rồng tấn công. Thiên Hỏa Tôn giả và Tiêu Y Tiên chia ra mỗi người ngăn chặn một con rồng. Nhưng mà sức mạnh của họ lại quá yếu so với kẻ địch. Băng Hà chỉ cần một đòn đã đánh bay hai người họ ra xa rồi khống chế lại. Mục tiêu tiếp theo bị nhắm đến là Tiêu Viêm. Không có ai bảo vệ nữa, nam chính đã là con cá nằm trong chậu rồi. Hắn dùng toàn lực ngưng tụ Phật Nộ Hỏa Liên ba màu. Dù có chết thì cũng phải kéo theo Băng Hà đi theo làm bạn. Nếu chỉ dựa vào chiêu này, thực sự là không có cửa sáng nào dành cho Tiêu Viêm cả. Chỉ cần mở ra khe hở không gian rồi trục xuất đến nơi khác giống như cách mà cốc chủ phần Viêm Cốc đã từng làm là giải quyết xong. Đúng vào lúc nguy hiểm đó, nội tại ẩn của Tiêu Viêm lại được kích hoạt, nếu không phải kỳ tích thì cũng là cao nhân trợ giúp. Lần này người trợ giúp là cường giả của cổ tộc. Lão ta bất thình lình xuất hiện rồi vẫy tay một cái đã phá hủy đòn tấn công. Rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến, Khuân Nhi bước ra ngoài cảnh cáo rằng nếu Tiêu Viêm có bị thương thì Băng Hà Cốc sẽ không còn nữa. Đúng là nói ít hiểu nhiều, không giống như phe phản diện, trước khi đánh nhau cứ phải nói vài câu phô trương sức mạnh và uy hiếp tinh thần. Tiêu Viêm mở to mắt nhìn Huân Nhi, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang đứng xem thì Huân Nhi vẫn thoải mái tiến lại gần, rồi làm động tác thân mật với hắn. Chuyện tiếp theo cứ để cho nàng lo. Băng Hà muốn làm rõ người đến là ai nhưng Huân Nhi lại không trả lời, nàng còn trực tiếp khen ngợi rằng Băng Hà Cốc thật là bá đạo. Lời này thực chất là đang uy hiếp. Băng Hà biết ý, cũng kiêng dè. Lão sẽ bỏ qua cho Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Y Tiên thì quyết không bỏ qua. Thanh Hải Tôn giả lên tiếng thúc giục Băng Hà không thể bỏ qua cho Tiêu Viêm. Tiêu Tư đó là người mà Điện Chủ Hồn Điện đích thân muốn bắt. Cốc chủ biết kèo này khó nên lập tức từ chối hợp tác.
Nếu như bọn chúng muốn bắt thì tự mình ra tay đi. Khoan Nhi ngoảnh đầu chú ý đến Tiêu Y Tiền, mà Tiêu Y Tiền cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Huân Nhi. Dù thế nào thì đây cũng là đồng minh của Tiêu Viêm. Khoan Nhi trực tiếp từ chối băng hà. Hôm nay chúng sẽ không dẫn ai đi được. Thanh Hải phẫn nộ, lão lần nữa nhắc đến bối cảnh phía sau lưng là hồn điện để uy hiếp. Cổ tộc có sức mạnh ngang ngửa với hồn điện, nên Huân Nhi đương nhiên không sợ. Lời uy hiếp của Thanh Hải không những không có tác dụng mà còn bị mắng trong một trận. Vì lời nói đó nên phải trả giá, hai trưởng lão cổ tộc lập tức muốn đập cho hồn điện một trận. Họ cùng nhau xông lên, một người đối phó với băng hà, người còn lại đối phó với Thiên Sương Tử và Thanh Hải. Biết hôm nay không tránh khỏi một trận quyết đấu, băng hà cũng động thủ, ngưng tụ ra nhiều thanh trường thương sắc bén, nhưng lại bị trưởng lão cổ tộc dễ dàng hóa giải. Bên khác, Thanh Hải sau vài chiêu giao thủ cũng bị ăn đòn. Lão hô hào cho đàn em mau chóng bắt lấy Tiêu Viêm. Đến đây thì phe phản diện lại bắt đầu làm những hành động không não. 9 tên đấu tông vây công hai đấu tôn, trong đó còn có Huân Nhi không rõ thực lực. Huân Nhi muốn tự mình lo liệu, nàng đứng yên ngưng tụ một cỗ sức mạnh khủng khiếp, xé rách không gian. Đốm sáng trên tay chính là dị hỏa đứng bài danh thứ 4. Loại dị hỏa này đáng sợ ở chỗ là nó có thể thiêu đốt đấu khí. Kẻ địch còn chưa kịp làm gì thì đã bị đốt thành tro bụi. Sau đó Huân Nhi lại ngưng tụ hỏa diễm thành một trường thương tấn công pháp trận. Chỉ với một kích đã phá hủy đi kết giới. Trưởng lão cổ tộc quyết định sử dụng đến đấu kỹ chấn tộc là Đế Ấn Quyết, đã luyện đến tầng thứ 4. Tiêu Viêm hiện tại mới luyện được tầng thứ 2 mà thôi. Hắn ngưng tụ được một cái trường ấn, còn trưởng lão cổ tộc đã ngưng tụ được cả bàn tay. Băng Hà cũng ngưng tụ ra một trường ấn, hai bàn tay va chạm vào nhau tạo ra vụ nổ khủng khiếp. Nhờ vào chiêu thức, Băng Hà đã biết được lai lịch của Huân Nhi. Băng Hà cốc không thể đắc tội nên vội vàng quay xe. Thôi thì giữ lại cái mạng đã. Lão chủ động xin lỗi Huân Nhi và hứa rằng sẽ không quấy rầy đến Tiêu Y Tiền nữa. Tiêu Viêm cũng đồng ý bỏ qua. Không có người trợ giúp, Thanh Hải tôn giả nhanh chóng bị bắt giữ. Lão ta vẫn như cũ dùng đến danh tiếng của hồn điện để uy hiếp. Và cái giá phải trả cho việc dọa nhầm người, đó là cơ thể bị Huân Nhi đốt cho thành tro bụi. Chỉ giữ lại linh hồn rồi đưa cho Tiêu Viêm cất giữ. Nhìn thấy Tiêu Viêm và Huân Nhi nhìn nhau đắm đuối, trao cho nhau ánh mắt thân tình. Tiêu Y Tiên cũng bồn chồn nhưng lại không lên tiếng. Ngay sau đó Huân Nhi cũng chú ý đến Tiêu Y Tiên, đồng thời cảm ơn nàng đã chăm sóc Tiêu Viêm trong suốt thời gian vừa qua. Tiêu Y Tiên cũng nói vài lời khách khí. Nàng đã nghe hắn nhắc đến Huân Nhi rất nhiều lần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là người con gái xuất chúng. Hai cô gái nhanh chóng tiến lại gần bắt tay nhau. Chỉ là một cái bắt tay thôi mà, Tiêu Viêm hiện tại vẫn chưa lường được ý định đó nên vẫn thoải mái đứng bên cạnh. Xem tới đây thì tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!